Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư mời nhà đầu tư theo dõi cái video chia sẻ về một cái sàn giao dịch Forex à, một cái dàn giao dịch về nhị phân đã mời tôi làm máy bi đây là sàn giao dịch về nhị phân chứ không phải về sàn Forex nha thì đây các bạn thấy rõ cái hàng tiếng Anh đây thì một lát nữa tôi sẽ cóp ra trong cái đoạn mà chat này của họ họ có mời chào tôi là gì nhỉ tham gia sàn của họ sau khi mà tôi đã từ chối đây có những cái mà tôi từ chối đây thì mọi các bạn có thể thấy rõ đó, đấy họ mời chào tôi này và tôi từ chối họ và rõ cái này thì sau đó thì họ sẽ xóa toàn bộ đi thì các bạn sẽ thấy được cái giá trị mà họ lại ăn chia và như thế nào thì đây thì bên này thì tôi cho nhà đầu tư thấy rõ được cái điều này thì khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forest bản thân hoặc là thị trường bo hoặc là bất kỳ thị trường nào của bạn sẽ thấy rõ vấn đề này đó thì đây họ họ đã chặn facebook của tôi lại đó, để thấy rõ nha đó tôi trả lời rõ hẳn họ luôn thì đây những cái mà chat qua lại họ chặn lại hết thì với cả cái dòng mà comment này của bản thân họ trên thị trong cái mà giao dịch mà họ mời chào về sàn thì họ có nói với tôi rằng thì nhỉ khi mà tham gia sàn của họ sẽ được hưởng vào là 70 phần trăm giá trị của nhà đầu tư nạp tiền vào trong tài khoản đó thì là các bạn phải hiểu rõ là như thế nào và bên trung tâm đào tạo Forest của bản thân tôi thì không Tôi không có thích làm IP cho bất kỳ một cái sàn nào hết Và đây tôi sẽ cóp cái đoạn nguyên văn này Tôi sẽ đưa vào cho nhà đầu tư nhìn thấy Được là gì nhỉ Điều gì sẽ xảy ra khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex hoặc mà các bạn không có uh, tìm hiểu cho thật kỹ Đó các bạn thấy rõ không đó Các khách hàng bạn đã thu hút được tiền gửi 10.000 đô la Nha, lợi nhuận sấp xỉ của công ty từ các khoản tiền gửi này là 8.000 đô bạn sẽ được hưởng 70 phần trăm của 8.000 đô la này đó bạn thấy không hoa hồng của bạn sẽ là 5.600 đô la đây là những con số gần đúng đi nhỉ sẽ phụ thuộc vào cường độ giao dịch của khách hàng thì khi mà nhà đầu tư không hiểu gì trong cái vấn đề mà tham gia vào trong cái thị trường về giao dịch mà bản thân các bạn tham gia vào và các bạn lao vào trong thị trường để mà các bạn kiếm lợi nhuận thì xin lỗi các bạn các bạn chỉ có chết thôi thì đây tôi chia sẻ ra để cho cộng đồng và mọi người cùng nhìn thấy, thấy rõ vấn đề và các bạn thấy rõ được rồi nhỉ khi mà tôi từ chối họ thì họ đã xóa hết đi tẩy xóa hết tất cả những giá trị đi để họ lấp liếm vào trong cái vấn đề mà gì nhầm để dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và thúc đẩy các khách hàng giao dịch cách nhanh chóng IB trên sàn rất là nhiều người chỉ muốn thuốc các bạn giao dịch nhanh để kiếm lợi nhuận mà thôi đây là điều mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý khi mà tham gia bất kỳ một thị trường về giao dịch nào đó thì đấy tôi chia sẻ cho bản thân nhà đầu tư để nhà đầu tư nhìn nhận lại các cái vấn đề khi tham gia vào trong thị trường forest hoặc về hoặc về coin hoặc là chứng khoán để nhà đầu tư hiểu rõ ừ, các cái chiêu trò trên thị trường. Các xe đào tạo Forest xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư.